Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Envina Logistics. Thưa các bạn, trong các dịp lễ Tết hay là mừng khai trương bạn bè, người thân, đồng nghiệp của mình thì hoa tươi luôn luôn được sử dụng như là một món quà rất là ý nghĩa cũng như là rất là đẹp, đúng không nào? Vì thế mà nhu cầu để sử dụng hoa tươi làm quà tặng rất là cao, không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn vì hương thơm cũng như là ý nghĩa ẩn sâu trong từng loại hoa. Bởi vì nhu cầu sử dụng rất là cao của mặt hàng hoa tươi mà Envina Logistics sẽ làm video này để hướng dẫn quý chị và các bạn các thủ tục để chúng ta nhập khẩu mặt hàng hoa tươi, giúp cho quý chị và các bạn có thể giải đáp được những khúc mắc xoay quanh việc nhập khẩu hoa tươi. Ví dụ như là nhập khẩu hoa tươi cần lưu ý những gì, hay thủ tục nhập khẩu ra sao, các loại giấy tờ cần thiết để nhập khẩu hoa tươi như thế nào. Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Về chính sách nhập khẩu hoa tươi, ví dụ như hoa lan, hoa hồng, tulip, vân vân, chúng ta sẽ được quy định tại Nghị định số 116/2014, Nghị định Chính phủ ngày 4/12/2014 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo vệ Thực vật, Điều lệ Kiểm dịch Thực vật và Điều lệ Quản lý Thuốc Bảo vệ Thực vật. Cụ thể, nó sẽ nằm ở Điều số 10, đó là cấm nhập khẩu, xuất khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. 1. Cấm xuất khẩu vật thể trong các trường hợp sau đây: A. Vật thể thuộc danh mục cấm nhập khẩu của nước nhập khẩu. B. Vật thể không có biện pháp xử lý đáp ứng quy định của nước nhập khẩu. 2. Cấm nhập khẩu vật thể trong các trường hợp sau đây: A. Vật thể nhập khẩu từ quốc gia, vùng lãnh thổ được xác định có nguy cơ cao, mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật, đe dọa sản xuất nông nghiệp trong nước, an ninh lương thực quốc gia mà không có biện pháp xử lý triệt để. B. Vật thể nhập khẩu đã bị áp dụng biện pháp xử lý tạm ngừng nhập khẩu nhưng vẫn không áp dụng các biện pháp khắc phục, hoặc đã áp dụng nhưng vẫn không đáp ứng được các quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Việt Nam. Vì thế, nếu như cây giống hoa lan không thuộc đối tượng trên thì sẽ được nhập khẩu các bạn nhé. Tiếp theo, mình sẽ đề cập đến thủ tục để chúng ta nhập khẩu mặt hàng hoa tươi này. Thì về thủ tục hải quan, chúng ta sẽ chiếu theo thông tư số 39/2018 TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành kiểm dịch thực vật. Kiểm dịch thực vật nhập khẩu được quy định cụ thể tại Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 4/12/2014 nêu trên. Thì theo quy định tại khoản 1 điều 1 thông tư số 30/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 5/9/2014 ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, thì hàng hóa của quý chị dự định nhập khẩu sẽ nằm trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật thực hiện theo quy định tại thông tư số 33/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kế đến sẽ là những hồ sơ, những giấy tờ cần có để chúng ta thực hiện nhập khẩu mặt hàng hoa tươi. Trong hồ sơ cần có để nhập khẩu hoa tươi thì sẽ có hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật, và hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật sẽ bao gồm có giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu. Thứ hai là chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu. Thứ ba đó là hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, vận đơn, vân vân. Tiếp theo là hồ sơ để thông quan thì gồm có tờ khai hải quan nhập khẩu, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng từ chứng nhận xuất xứ, chứng nhận xuất xứ bản gốc nếu có, chứng nhận kiểm dịch thực vật bản gốc. Chúng ta sẽ thực hiện nhập khẩu hoa tươi theo các bước như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ đăng ký kiểm dịch thực vật với hồ sơ như trên, hẹn thời gian và xin thông tin cán bộ lấy mẫu, mở tờ khai hải quan với hồ sơ như trên. Nếu tờ khai miễn kiểm hóa thì chúng ta xin giấy cắt siêu, giấy lấy mẫu với hàng cảng, xin giấy lấy mẫu có dấu của hải quan với hàng sân bay, sau đó sẽ hẹn cán bộ lấy mẫu, ký biên bản lấy mẫu. Nếu tờ khai kiểm hóa thì xin giấy cắt siêu, giấy kiểm hóa với hàng cảng, xin giấy kiểm hóa có dấu hải quan với hàng sân bay, sau đó kiểm hóa và hẹn cán bộ lấy mẫu, ký biên bản lấy mẫu cùng lúc. Bước tiếp theo, sau khi lấy mẫu thì có thể xin giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch để đưa hàng về bảo quản với những lô hàng gấp, thường là hàng bay, và có thể mang hàng về ngay để bảo quản tránh tình trạng là hư hỏng hàng.
Sau khi có giấy kết quả kiểm dịch chính thức thì chúng ta sẽ gửi hải quan để thông quan tờ khai và sử dụng hàng với những lô đã mang về bảo quản. Còn những lô hàng còn đang ở bãi thì sẽ tiến hành nhận hàng về kho. Như vậy chúng ta có thể thấy là các bước để thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng hoa tươi cũng khá là tương đồng với các bước để thủ tục để nhập khẩu mặt hàng hoa quả tươi. Bởi những mặt hàng này thì rất dễ hỏng và cần một chế độ bảo quản cũng như là thời gian phải gấp gáp đúng nào. Và vừa rồi thì mình đã cùng với các bạn tìm hiểu về thủ tục nhập khẩu mặt hàng hoa tươi về Việt Nam. Nếu như các bạn vẫn còn những thắc mắc băn khoăn thì hãy để lại comment ở phía bên dưới video này. Mình sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. Mình là Long đến từ Envina Logistics. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ like và đăng ký kênh Envina Logistics để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo sẽ có trên kênh Envina Logistics. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.